Đây là lý do tại sao anh chị em dược sĩ làm chương trình khai trương tại nhà thuốc của mình mà không có hiệu quả và không tạo ra những cái hiệu ứng lớn, không thu hút được khách hàng, hoặc có thu hút được khách hàng thì lại không bán được hàng, hoặc bán được hàng thì lại không có được doanh số và không có được lợi nhuận tốt. Thì lý do tại sao nó lại như vậy và chúng ta sẽ thay đổi và làm những cái gì nó tốt hơn cho khách hàng của mình thì Nam sẽ phân tích cho anh chị em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề là tại sao mà chúng ta cần phải tổ chức những cái chương trình tri ân. Thì nó sẽ có một vài những cái lý do để chúng ta nghĩ đến cái chương trình như vậy. Thì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu rằng là với hoạt động kinh doanh nhà thuốc của chúng ta thì khách hàng không phải khi mà chúng ta mở một cái sự kiện tri ân ra mà khách hàng biết tới hoạt động kinh doanh của chúng ta đâu. Đó, xin chào Hà Liên, rất lâu rồi mới nhìn thấy Hà Liên nhá. Không biết là công việc kinh doanh đã phát triển tốt chưa. Hà Liên bán hàng rất là tốt, rất là khéo. Rồi, Hà Liên sẽ tương tác với chúng ta trong livestream ngày hôm nay nhé. Thì chúng ta sẽ nói với nhau về cái chương trình sự kiện. Thì các bạn hình dung rằng là với một cái sự kiện mà kéo được đông người đến với cửa hàng ấy, thì nó cũng là một cái bước, là một cái cú hích cho cái việc mà quảng bá về thương hiệu, về hình ảnh cửa hàng của chúng ta rất là tốt. Thứ hai nữa là nó cũng sẽ giúp cho chúng ta bán được hàng ở trong những ngày có tốt, và trong cái sự kiện đó khi mà chúng ta có thể bán được những cái mặt hàng chất lượng tại cửa hàng của chúng ta, nó cũng sẽ có thể nâng lên được cái uy tín tại cửa hàng của chúng ta. Và cái điều thứ ba là khi mà chúng ta tổ chức được cái sự kiện như vậy, chúng ta đã có được một cái dữ liệu khách hàng rất tốt ấy. Dữ liệu khách hàng rất là tốt tại cửa hàng của chúng ta, và mỗi một cái sự kiện như thế này thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm và cái bài học để cho anh chị em mình rút ra để sau này chúng ta có mở ra những cái chương trình tri ân hoặc là những cái chương trình khai trương dành cho các cửa hàng tiếp theo, hoặc là trong một năm chúng ta tổ chức các sự kiện khác nhau. Thì đấy là một cái lý do tại sao mà chúng ta có thể làm những cái chương trình tri ân như vậy. Nhưng ngoài ra thì có một cái lý do nữa, đó chính là chúng ta tri ân cho những cái khách hàng cả một năm họ đã cống hiến, cả một năm họ đã trung thành và ủng hộ cho cái sự phát triển của chúng ta. Thì chúng ta làm những cái chương trình tri ân như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta gắn kết. Nhưng tuy nhiên là anh chị em chúng ta đang làm nó bị dập khuôn là một, thứ hai là chúng ta đang học người này học người kia, hoặc là chúng ta bị những cái đơn vị người ta hay tổ chức chương trình, người ta gạ gẫm để mua hàng sau đó tổ chức. Bởi vì đó là cái lý do mà khiến cho các hoạt động tri ân của chúng ta nó đang gặp vấn đề, có thể là nó không hiệu quả, hoặc là nó không đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong muốn mà anh chị em có thể thực hiện. Thế thì chúng ta sẽ phải làm gì đây? Thì các bạn này, trước khi mà chúng ta tổ chức ra một cái chương trình khai trương hay một chương trình tri ân ấy, mà chúng ta làm một cái sự kiện như vậy, thì chúng ta phải xác định rõ được cái mục tiêu. Đầu tiên là các bạn phải xác định rõ mục tiêu cho Nam, là mục tiêu của chương trình này là chúng ta hướng đến khách hàng cũ, hướng đến, hay là chúng ta muốn tìm thêm khách hàng mới, hay là nếu như là khai trương thì đa phần là chúng ta muốn có được nhiều người biết đến, muốn được có dữ liệu data khách hàng tại cửa hàng của chúng ta. Thì cái hoạt động này nó lại khác với việc rằng là bạn tri ân với khách hàng cũ thì hoạt động nó lại khác đấy. Hoặc là bạn làm một cái chương trình để mong làm sao đẩy được hàng mà cận đắt tồn kho đi, nó lại là một cái việc khác. Thì mỗi một cái mục tiêu khác nhau, chúng ta lại phải tổ chức ra một cái chương trình sự kiện nó khác nhau đấy. Chứ các bạn không thể dập khuôn theo một cái hình thức nào. Thì đấy là cái mục tiêu đầu tiên, tức là mục đích bạn tổ chức chương trình sự kiện là gì. Cái điều thứ hai ý, thì mọi người thường đang nằm ở cái vấn đề rằng là khi mà chúng ta tổ chức một sự kiện khai trương hay tri ân này ý, thì kể cả khai trương hay tri ân thì hầu hết anh chị em của chúng ta thường không nghĩ đến việc phân tích thật kỹ chân dung khách hàng, vấn đề và mong muốn của khách hàng khi mà họ đến với chúng ta, hoặc là chúng ta không xác định được lý do rõ ràng nhất tại sao khách hàng phải đến với chúng ta khi mà họ có thể đến những nơi khác, đúng không? Thì khi mà chúng ta không nghiên cứu kỹ cái điều này, nó dẫn đến việc là chúng ta đã thiết kế các chương trình marketing nó sai. Thứ hai nữa là chúng ta thiết kế quà tặng sai. Đấy, thiết kế quà tặng sai. Hoặc là chúng ta không dám thiết kế quà tặng ở đây. Cái vấn đề mà không dám thiết kế quà tặng đây, và các bạn sợ về vấn đề về mất chi phí. Thì như Nam nói rồi, cái mục tiêu của bạn là gì? Nếu như mục tiêu của bạn là marketing và thu hút được khách hàng, thì bạn phải xác định rằng là bạn sẽ mất đi một lượng chi phí để làm marketing cho cửa hàng. Nếu như bạn cái gì bạn cũng sợ mất thì bạn sẽ không bao giờ bạn có được khách hàng. Bởi vì chúng ta bỏ cái tiền chi phí khác và tiền đầu tư nó khác. Bạn đầu tư cho marketing, bạn có thể thu hút được khách hàng của bạn, hoặc là bạn có thể có lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đó. Còn cái bạn mà chi phí đi mất là cái phần chi mà bạn chưa chắc bạn đã có được cái phần lợi nhuận. Còn đây là phần đầu tư cho marketing, nó khác nhau. Nên các bạn không hiểu được hai yếu tố này, nên các bạn rất sợ cái việc là khi mà mình tổ chức chương trình sự kiện đấy, các bạn có thể bị lỗ hoặc là bị mất tiền đó. Thì hai cái yếu tố này nó khác nhau, nên là dẫn đến là các bạn cứ lon ra lon ron đấy, lon ron trong cái việc mà các bạn làm, dẫn đến cái sự kiện của bạn không thu hút được hoặc là không đạt được kết quả. Cái yếu tố tiếp nữa chính là cái vấn đề về bạn dập khuôn máy móc một cái hình thức nào đó. Ví dụ như bạn thấy rằng là bên nhà bên kia, hoặc là ở đâu đó bạn bè của bạn làm một cái chương trình, đó chính là đo ca sư thử tiểu đường, rồi kiểm tra cái bọ kiểm tra cái kia. Nhưng thằng hàng xóm bạn hoặc thằng đối thủ xung quanh bạn, hoặc Nam gọi là gã hàng xóm, gọi là những cái gã hàng xóm thân tình của bạn, đã làm những cái sự kiện đó nó rất lâu rồi, thì bây giờ mình làm lại nó rất là nhạt,
dẫn đến hoạt động của chúng ta nó cũng không có hiệu quả. Bởi vì khách hàng xung quanh đó họ được trải nghiệm những thứ đó rồi, nó khác không khác gì mình ăn một thứ gì đó quá nhiều, các bạn hình dung không? Ví dụ như chúng ta đến một cái nhà hàng, một cái khách sạn 5 sao nào đó đi, chúng ta ăn một cái món mà chúng ta cảm thấy rất rất là ngon, cực kỳ ngon. Nhưng bạn ăn một lần thì bạn cảm thấy ngon, lần thứ hai bạn cảm thấy hơi ngon. Nhưng bạn cứ ăn, bạn đi du lịch mà bạn 5 ngày bạn ăn cái món đấy thôi, chắc là bạn sẽ thấy rằng là nó nhàm, đúng không? Vậy thì khách hàng của chúng ta cũng như vậy. Họ đến với chúng ta mà họ vãi sử dụng một cái dịch vụ, một cái trải nghiệm đấy, thì lần thứ nhất người ta thấy hay, lần thứ hai người ta thấy hay, lần thứ ba, lần thứ tư người ta bảo lại bày ra để bán hàng đấy. Khách hàng của chúng ta sẽ rất nhanh chóng chán với những cái trải nghiệm đó. Nên cái việc này mà khi mà các bạn cứ dập khuôn là các bạn sẽ bị cảm thấy là nhàm, cảm thấy nhàm và không có hiệu quả. Đấy, còn đấy là vấn đề số 3. Vấn đề số 4, thứ tư là các bạn thấy dễ dàng, các bạn khi mà các bạn không nhìn được cái bức tranh tổng quát, là không nhìn được chân dung khách hàng hay không nhìn được cái mục tiêu của mình ấy, thì các bạn rất dễ dàng bị dẫn dụ bởi những cái đơn vị người ta tổ chức chương trình. Đấy, dẫn dụ về việc là mua hàng đi, rồi em lấy một cần hàng, cần này hàng hoặc là cần này tiền hàng, xong rồi bên anh sẽ tổ chức cho chương trình sự kiện cho bên em để làm sao gia tăng doanh số. Thì các bạn nghe thấy bùi bùi tai, xong các bạn phi vào các bạn làm. Thì các bạn nhìn chung là hầu hết anh chị em đứng ra tổ chức chương trình này, sau tổ chức chương trình xong nói doanh số của em tăng gấp đôi, tất tăng gấp 10. Nhưng thưa với các bạn, doanh số đó các bạn có lợi nhuận không? Đặt câu hỏi. Chắc chắn là không có lợi nhuận, thậm chí còn lỗ. Có chăng đi chăng nữa thì lợi nhuận một chút xíu, rất nhỏ nhỏ thôi. Thì các bạn hình dung này, nếu như các bạn làm chương trình đấy để kích thích, để có doanh số, là các bạn bị sai lầm. Các bạn bị sai lầm. Nếu làm được những chương trình đấy để có doanh số thì sai lầm, vì doanh số đấy nó không có lợi nhuận. Doanh số đó nó không có lợi nhuận. Nên nếu mà các bạn xác định để làm có doanh số là các bạn sai lầm. Nếu như các bạn làm cái chương trình đấy để có dữ liệu khách hàng, để bạn chăm sóc, để bạn hâm nóng hoặc là bạn tri ân cho khách hàng, để gia tăng cái mối quan hệ với khách hàng thì tốt. Nhưng bạn làm để có doanh số là bạn chết, vì nó không có lợi nhuận. Đó, nên khi mà các bạn không biết cái yếu tố này, các bạn cứ làm theo những cái đơn vị người ta cứ gạ gẫm là các bạn chết. Ở đây đang không phải là lên án hoặc là chê bai những cái đơn vị như vậy, bởi vì mục tiêu của các đơn vị đấy người ta cũng làm sao để bán được hàng, làm sao để có được doanh số. Nên cái việc mà các bạn gạ gẫm hoặc các bạn mời chào chuyện hết sức bình thường. Đơn vị làm kinh doanh cũng như phải như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng những đơn vị đó, chúng ta phải tính toán cái bài toán của chúng ta làm sao cho nó phù hợp, cho nó hợp lý, để tránh tình trạng các bạn mất tiền. Đấy, mất tiền oan, hoặc là nó không đạt được cái mục tiêu. Rồi yếu tố thứ tư nữa khiến cho bạn mà làm chương trình nó không hiệu quả là vì không bao giờ các bạn nghĩ rằng lấy sự dữ liệu của khách hàng, sau đó chăm sóc từng người một. Các bạn không làm điều đó, dẫn đến là bạn cái quý giá nhất, Nam nói lời này là đến nay là năm thứ ba rồi, Nam vẫn nói là cái quý giá nhất của các bạn đó chính là dữ liệu khách hàng, vì đây nó là mỏ vàng của các bạn. Nhưng khi mà các bạn tổ chức một cái chương trình sự kiện ra, các bạn có rất nhiều khách hàng, thậm chí có những cửa hàng nó có thể lên đến gần 1000 khách hàng trong một cái ngày đó, sau đó là các bạn bỏ trống luôn, vứt rơi luôn. Và khách hàng của chúng ta trong một vài ngày sau khi tổ chức sự kiện mà các bạn không chăm sóc, một tuần hai tuần không chăm sóc, nó lại đi vào lãng quên. Và như vậy rằng là nó không có điều gì xảy ra sau khi sự kiện tri ân hay khai trương đó của bạn. Nên bắt buộc các bạn phải làm sao có được kế hoạch để chăm sóc cho họ thật tốt, có được một cái chương trình chăm sóc thật tốt, phải nhắc lại cái hoạt động chăm sóc tốt. Đó, cảm ơn Hà Liên rất là nhiều lắng nghe và tương tác. Đó, thì anh chị em thấy rằng là nếu như các bạn làm được điều đó thì chắc chắn rằng là bạn sẽ có được khách hàng quay trở lại, dù ít dù nhiều. Nhưng các bạn bỏ rơi họ thì họ cũng sẽ bỏ rơi chúng ta thôi. Và đây là vấn đề của hơn 90% anh chị em đang gặp phải ở ngoài kia. Năm chưa nhìn thấy những anh chị em làm những cái chương trình, sau đó là chúng ta quay trở lại, chúng ta chăm sóc một khách hàng một cách mẫn cán, tức là chúng ta có kế hoạch đàng hoàng, có chi tiết, có nhắc nhở. Chúng ta chưa làm được cái điều đó đâu anh chị em. Sao để khách hàng của họ có được những trải nghiệm tốt, có được những lời phản hồi tích cực thì đó mới là một cái chương trình thành công. Nên với một chương trình thành công của Nam, nó không nằm ở vấn đề, nó không chỉ nằm ở vấn đề là thu hút được đông khách hàng đến, bán được hàng nhiều, có dữ liệu data nhiều, mà nó phải liên quan đến việc phản hồi của khách hàng trong ngày đó. Họ vui vẻ, họ tích cực, họ ra về với niềm vui, với nụ cười trên miệng. Và nó lại còn một yếu tố nữa, đó chính là tỷ lệ quay trở lại của họ. Đó chính là tỷ lệ phản hồi sau khi một cái chương trình sự kiện nó ra của họ là tốt, thì đó là một chương trình thành công. Cảm ơn Hà Liên rất là nhiều, đã tắt tên rất nhiều anh chị em thực sĩ vào cái live stream này, biết ơn em rất nhiều. Đó, vậy thì các bạn phải hình dung là nếu như chúng ta làm ra một cái sự kiện mà chúng ta có đông bán được doanh số lớn, nó chỉ là một chiều của anh chị em mình thôi. Nhưng nếu như chúng ta làm một sự kiện đã đông bán được doanh số lớn mà chúng ta lại có được cái sự đồng tình của khán giả của chúng ta, chính khách hàng của chúng ta, và cái tỷ lệ quay trở lại của khán giả của chúng ta rất lớn, thì đó là một sự kiện thành công. Đấy, chúng ta phải đánh giá dựa trên những yếu tố đó, chứ không bảo là ôi em làm chương trình rất thành công, doanh số của em tăng 5-10 lần rồi em có lợi nhuận như thế này. Thưa xin thưa,
với những cái chương trình sự kiện như vậy, các bạn có những cái chiêu trò, những cái cách thức bán hàng, các bạn upsell, các bạn làm combo, các bạn bán được rất nhiều thứ, nhưng có bao giờ các bạn đặt câu hỏi rằng các bạn bán thế khách hàng có thực sự vui không, họ có cảm thấy rằng là hoan hỉ không, họ cảm thấy được lợi ích từ các bạn không, rồi những cái sản phẩm bán ra đó có thực sự mang lại chất lượng, mang lại giá trị về chăm sóc sức khỏe cho họ không? Đó mới là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa. Và trong những năm tiếp theo, năm nay, năm tiếp theo nữa và nhiều năm tiếp theo nữa, thì chất lượng sản phẩm nó luôn luôn là phải quan trọng nhất. Thứ hai là dịch vụ khách hàng của bạn để tạo ra sự khác biệt, nó phải quan trọng thứ hai, chứ không phải là những cái thứ mà bạn cứ mong muốn đạt được từ khách hàng. Có một câu nam rất tâm đắc từ những người đi trước, quên tác giả rồi nhưng mà rất tâm đắc, đó chính là đừng bao giờ đòi hỏi khi bạn chưa cho họ những thứ tốt nhất. Bạn đừng bao giờ đòi hỏi khách hàng phải mua hàng của bạn, chi trả cho bạn khi bạn chưa cho khách hàng những thứ tốt nhất, bạn chưa cho khách hàng những giá trị tốt nhất của bạn. Đó, đấy là những cái câu rất tâm đắc mà làm là gặp mà phải. Thế vậy thì bây giờ chúng ta tổng kết lại cái việc mà những cái lý do khiến cho chúng ta làm chương trình chiên mà nó không có hiệu quả, và chúng ta sẽ phải làm gì để có một chương trình chiên hiệu quả đây. Thế vậy thì lý do đầu tiên thì Nam có nói rồi, là yếu tố đầu tiên đó chính là bạn chưa xác định được cái vấn đề mong muốn, cái vấn đề khát khao, vấn đề về nỗi đau của khách hàng, họ đang thực sự gặp phải là gì, để bạn thiết kế ra những món quà tặng đủ hấp dẫn, đủ lôi cuốn khách hàng. Đấy, đây là yếu tố đầu tiên. Các bạn, hoặc là các bạn sợ mất tiền, các bạn lom dong trong việc thiết kế quà tặng để thu hút họ, bạn không dám tặng quà họ để thu hút họ. Đó, cái yếu tố thứ đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là bạn dập khuôn theo một cái chương trình nào đó mà những cái đơn vị khác người ta đã tổ chức rồi, hoặc là hàng xóm của bạn, những nhà thuốc bên cạnh bạn đã tổ chức rồi, khiến cho bạn không thể nào, khách hàng của bạn đã có trải qua rồi, bạn họ đã cảm thấy nhàm chán rồi, thì khi bạn làm khách hàng của bạn sẽ đến rất ít, họ sẽ nhàm chán. Lỗi số 3 mà ta vấp phải khiến cho cái chương trình sự kiện của chúng ta nó không đạt được cái hiệu quả, do cái việc mà bạn dễ dàng bạn nghe lời một cái đơn vị nào đó đấy, dễ dàng nghe lời một đơn vị nào đó mà các bạn không quan tâm đến khách hàng của chúng ta, không nghiên cứu khách hàng của chúng ta, và chúng ta chỉ tập trung vào cái việc làm sao để có được doanh số. Thì vì cái người mà người ta tổ chức chương trình, người ta chỉ mong làm sao là chúng ta họ bán được cái sự kiện của họ, bán được cái chương trình của họ, bán hàng của họ thôi, và họ chỉ mong sao đẩy được hàng ra mà không quan tâm đến vấn đề đằng sau, dẫn đến rằng là cái chương trình của bạn nó không thực sự đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Đấy, yếu tố thứ tư đó chính là bạn không quan tâm đến cái hoạt động đằng sau khi bạn tổ chức chương trình là gì. Đấy, không quan tâm đến hoạt động đằng sau, chăm sóc làm sao để khách hàng nhớ đến bạn, chăm sóc làm sao cho giúp họ quay trở lại, và không quan tâm tới cái chất lượng sản phẩm dịch vụ khi mà họ mang về họ dùng. Ví dụ như sau một sự kiện khai trương, một sự kiện tri ân đó, khách hàng mang cái sản phẩm mà họ đã mua về họ dùng, họ không thấy chất lượng, họ sẽ lắc đầu với bạn rằng là những cái sản phẩm này bán rẻ thật nhưng nó không có kết quả. Thì đấy là những thứ bạn cần phải quan tâm, bạn phải quan tâm thật nhiều nó thì nó mới mang lại cái giá trị cho bạn.